Cái này tại vì ngại, ngại quá, ngại mà cái kiểu mà quay video xong rồi quay từng video xong rồi lại cắt. Thế là thôi, bây giờ cũng gần 1 giờ sáng rồi. Thế nhân sa đà vào bạn này cũng mất bố nó một nửa tiếng đồng hồ. Còn nói chung là trong cái video này thì tôi nói thật là tôi cũng khá bực mình. Tại vì nếu mà phải các bạn mà tự nhiên trong cái vấn đề mà tôi nói ra cái vấn đề này thì các anh em trồng đào, anh em trồng quất, những anh em nào, tôi nói thật là những người đã theo dõi tôi mà biết khi tôi chuyển sang hoa hồng, nhiều ông trồng đào, trồng quất đến tận bây giờ vẫn có người trồng quất. Vừa rồi mấy anh em ở Hoàng Trạch, ba anh em Hoàng Trạch đến mua mộc hương của tôi dựa trên cái việc là tôi đã ấy mộc hương. Thì các bạn phải hình dung này, những anh em trồng đào ngày xưa ấy, mà khi mà biết tôi làm hoa hồng, người ta có đến, người ta có hỏi và trao đổi, cả những em anh em làm quất cũng thế, người ta đến người ta trao đổi với tôi. Còn tí nữa tôi sẽ nói về cái vấn đề kiếm tiền, vấn đề cho nông nghiệp, vấn đề của trồng cây gì, nuôi con gì. Nhưng cái bạn này thì nói thật ra là tôi cực kỳ ức chế đấy. Không biết là 20 người đang xem như thế này, nếu mà bị như trường hợp của tôi thì giải quyết cái vấn đề này nó như thế nào. Nhưng mà thực tế mình cũng là người có tiếng nói trong trong cái giới cây cảnh luôn ấy. Nhưng mà bị hôm nay bị như thế này là hơi bị ức chế luôn. Tôi đã cắt ba cái video này ra nhưng mà nó cắt nó mất thời gian, cho nên phát trực tiếp ở trên trang. Đây. Thực ra nếu mà mọi người xem đủ cái video mà tôi nói thì mọi người hiểu, và những anh em trồng đào trồng quất cũng hiểu. Nhưng mà cố tình cái bạn này bạn ấy nái ra tôi cũng không hiểu lổ lổi luôn ý. Tự nhiên nửa đêm thì bạn kia bạn ấy may bạn ấy nhắc không, mình không biết đâu. Không biết những ai đang chửi chửi mình và chửi theo kiểu kiểu lái nái. Đây để tôi tìm cái bình luận của bạn này. Mình đang bị hạn chế cái việc phát ở TikTok. Hôm nay phát lúc kia thế này. Đây bạn này bạn ấy. Nhiều người cũng một ngày cũng khá là nhiều người theo dõi tôi đấy. Đây mọi người xem này. Cực kỳ ức chế luôn ấy, khi mà mình nói chung là mình cũng cũng qua học hỏi rồi các thứ, nhưng mà thực ra là với những người như thế này ấy, mà dẫn dắt một cái cộng đồng nó lớn như thế này, tôi nghĩ ảnh hưởng. Đây các bạn xem, còn nói chung là khi chúng ta là bạn với người nọ, bạn với người A mà người A với người B đang xảy ra tranh cãi thì ông là bạn của người A thì thường ông sẽ bênh vực, ông sẽ ủng hộ, ông sẽ bảo nói hay thế nhỉ, mới thế nọ thế kia, ông luôn ủng hộ anh. Ở đây mọi người xem cái video của ông này xem nó. Còn tí nữa tôi sẽ phân tích. Tại vì ông này ông ấy, thực ra mình cũng không nhắc gì ông ấy, nhưng mà ông ấy cắt video của mình xong rồi ông ấy đá xoáy. Nhưng mà đá xoáy khổ nhất là ông ấy không hiểu gì về văn hóa của dân tộc. Tôi không biết là ông ấy có hiểu văn hóa của dân tộc hay không, nhưng ông ấy quy kết vào đào mới mai. Tết là văn hóa cổ truyền của dân tộc. Đấy các bạn tự xem cái video này. Còn cái video này nói chung tôi phát cho chính mình, tôi cũng không muốn đăng, nhưng mà khi phát lên như này thì tôi mai tôi sẽ lưu được video và tôi cắt ra để mọi người có cái nhìn nó khách quan nhất. Chứ còn tôi cũng chả có ý gì ở đây cả, hiềm khích ông này cũng nhiều người theo dõi còn hơn mình. Nhưng mà được cái là mình mới làm TikTok chưa được 2 tháng, chứ còn làm nếu mà làm lâu là ông này chưa làm gì được. Còn đây mọi người xem cái video này, tại vì video này nhắc ông ấy cắt của mình xong ông ấy rỉa mình, rỉa nhưng mà theo cái kiểu không phải rỉa cá nhân mà rỉa bố mẹ mình mới đẻo chứ, rỉa đến bực sinh thành ra mình nó cú. Chứ còn ông nào không biết là ông nào mà vào tình huống của mình thì xử lý thế nào, thì ông xin số điện thoại xong rồi mày ở đâu, bố mày Phi Châu đến đấy thật. Nhưng mà mình khá bình tĩnh, mình chỉ trả lời bạn kia thôi, để cho cái cộng đồng của ông này, những cái người ủng hộ hoặc là cái gì đấy mà có cái nhìn nó khách quan, nó toàn diện. Chứ còn tôi không muốn nhắc cái trong cái những cái mà mình cũng không nhắc gì ông này, tự nhiên ông ấy tác mình vào xong rồi ông ấy lấy video của mình xong rồi ông ấy nói về vấn đề cái người sinh thành ra mình. Đây các ông xem này, có 5-8 giây thôi, cố gắng nhá. Anh Phạm Nhật Vượng yêu cầu là hoặc là thay đổi cái tư duy bằng cái xe sạc điện với cả thế nọ thế kia, xong bảo vệ môi trường, xong rồi bao nhiêu người đây thay đổi túi bóng bằng cái túi sách, xong rồi đi chợ thế nọ thế kia, nhưng có thay đổi đâu, không có đủ tầm để thay đổi cái thói quen người dùng. Người ta thích chơi đào, giới thiệu cây mộc hương à, mộc lan này cũng vậy, vừa rẻ vừa đẹp vừa độc vừa lạ, giá rẻ hơn đéo mua. Rồi bác bảo là sao cây của bác đẹp thế mà không chơi mà lại cứ chơi đào. Thế thì em cũng có một cái muốn hỏi bác như này, thế tại sao ông hàng xóm đẹp trai hơn bố bác mà bác lại không thờ ông hàng xóm nhỉ, bác lại thờ bố bác nhỉ? Thế thì cái gì mà nó thuộc vào truyền thống văn hóa của dân tộc rồi. Ngoài Bắc thì có cành đào, bên trong miền Nam thì có cây mai trong ngày Tết, chứ không phải là cái đấy
nó là cái đồ chơi bại chơi bại đi ha. Phải Phạm Nhật Vượng yêu cầu là hoặc là ông này ông ấy đang lẫn lộn giữa cái việc là truyền thống văn hóa, tôi lại quay mặt cho các ông đấy cái sự tự tin nhưng không biết quay mặt kiểu gì. Đang định đi tắm xong rồi đọc mấy cái tin tức về Nga với Ukraine, nó chuẩn bị nó đánh nhau. Mình lại khổ. Đấy, Ukraine mặt dạo này nó thức đêm nhiều nên nó hơi bị mụn. Mọi người cố gắng để tôi nói về cái vấn đề này, mà nói vấn đề này khách quan. Thứ nhất là mình ở trong giới, cái thứ hai nữa là những anh em nào mà đang đau đáu cái vấn đề trồng cây gì nuôi con gì, thì cái vấn đề mà cái việc là đào mới quất